anh em. Đấy là anh em đã đến Băng Ninh rồi. Cái chỗ này là chỗ nào Băng Ninh ấy nhỉ? Vừa giải phân cách. Hello, xin chào. Anh có nón đẹp đấy. Vào đây còn xa không? Trước ở đường kia. Ôi chỗ nào đẹp ấy nhỉ? Mày đi Băng Ninh hỏi vợ cho Tiến. Tiến ấy cầm con gà rồi, đưa con gà rồi. Mình đi được mấy tiếng rồi Tiến nhỉ? Một tiếng, hơn tiếng. Ngủ phê quá. Đầu thanh niên đi quay quay vòng tròn. Quay vòng tròn á? Quay vòng tròn bây giờ. Ngã ra đằng sau cái xong lại ngoẹo bên này xong lại lắc. Các em ở nhà đi rồi. Các em ở nhà không thấy rồi. Đi xem bên này đi. Sơn tính làm gì Băng Ninh không Sơn? Không. Tính làm gì đâu? Tôi chả biết. Để Bắc Cạn nhé. Bắc Cạn không. Trông đẹp nhỉ? Thanh bình. Bạn nhà lầu này. Có con gà này, xôi, với lại cái thủ lợn trong này đấy nhá. Đây là... đầu dê, đầu dê. Giờ này vui đấy, đi hỏi vợ à. Nào, vợ đi học đến rồi. Chào chú ạ. Vâng. Chào vợ. Chào cô ạ. Ô, đây là phòng của mình ạ. Ôi, có cá sấu ở đây, đồng loại cá sấu này. Đấy, đấy. Đây là con cá sấu đen. Ai hả? Đây là mình trang bị một cái két này. Anh bảo xôi, xôi. Sơn phèo, Sơn. Để biết được cái ổi Bắc Ninh nó ngon đến nào, bây giờ anh em chúng tôi trực tiếp vào xem cây nó như thế nào nhá. Bây giờ đi qua đây vào xem trong kia xem cây kìa. Chuối to đấy nhỉ? To đâu mà to. Không, tôi bảo tương lai nó to. À, đường này sẽ to. Nó đi nào, đi nào. Thế đi. Đường này à, vào đây à. Ui, đường chưa đi bao giờ. Ui, cảm thấy nó âm u, nó ghê gớm á. Đây rồi, một cây ổi tàu đầu tiên đây rồi. Đây chắc là ổi tàu đây. Đây đây đây, quả đây. Quả ăn được chưa? Ăn được rồi đấy. Đây này. Đây đây này, ủ nhiều lắm. Nhìn đây là ăn được rồi này. Ổi đấy nó chấm muối ăn nó sướng. Đây.
Quả này á, thấy người ta bảo là bạn đẻ mà sờ vào là cây chết luôn. Bây giờ anh em chúng tôi tiếp tục vào trong này nhé, xem cái cây ổi to như này. Đây rồi. Ổi to đây rồi. Đây. Đấy, anh em thấy chưa? Đây là một quả đầu tiên đây, quả này ương ngon này. Đấy. Thử ăn luôn quả này xem nào nhé. Ngon. Đúng ổi Bắc Ninh. Chưa, quả cái chín đi sao? Đừng lấy quả chín rồi. Cái quả ương này. Thế nào? Quả này chấm một canh thì ngon này. Đây quả của tôi đây. Đây là chuối này anh em ơi, chuối tiêu. À đây có một quả của ngon. Vào đây. Như tôi vừa chạm vào con gì đấy. Ủa đau quá. Tiếp quả này nhá. Ui. Ui ương này mới ngon anh em ạ. Được tuổi đã. Đây hai quả đây. Ui nhiều lắm. Ui đây. Đây một đôi, đây một đôi quả đây. Ra những cái quả nó ương này ăn mới ngon, chứ còn quả chín rồi ra nó chỉ ngọt thôi. Những quả như này mình về mình chấm một canh, chấm muối này ngon này. Đây một quả, đây một quả, đây tôi cho anh em xem nhé. Đấy một quả to này, quả này mới ngon này, quả này ương này. Đấy. Ôi nhiều kiến quá, thôi tôi phải chạy đây. Thế nhá, chào anh em nhé. Được rồi, được một quả rồi, ngon lắm. Đây. Yeah. Cho Linh gọt cho tớ. Mình ăn đẫy bụng à. Thôi mấy quả xanh này chấm một canh mới ngon này. Bây giờ ăn quả ổi Bắc Ninh. Ui là xúc cảm quá. Mời tất cả anh em nhé. Thử xem nào, xem đây cảm giác ổi, mùi ổi Bắc Ninh nó có khác mùi ổi ở Định Hóa không? Mùi vị nó như nào? Đấy nghe nhá. Đi vặt quả nhiều quả xanh luôn mà. Đây còn là bệnh gì vậy? Ngon lắm. Nói chung là nó ngọt. Nó thơm. Nó cái mùi đúng là mùi ổi. Các bạn nó giống mùi ổi. Thơm, ngọt. Rất ngon anh em ạ. Anh em có dịp thì đến Bắc Ninh nhá. Thì ăn ổi này rất là ngon luôn nhá. Bây giờ là 16:15, anh em chúng tôi sẽ đi lượn một vòng Bắc Ninh xem có cái gì không nhé. Đi thẳng luôn, cho đi thẳng luôn. Cái gì đây là thành phố luôn nhá. Vào bên đây. Đây cái vòng kia có gì không? Nói chung ở đây nó là thành phố nhưng mà nó cảm giác nó cứ như kiểu là ở nông thôn, nó yên bình không? Sơn nhỉ? Đợi lòng ở đây. Thả cho biển từ ngoài từ ngoài đi. Đấy ô tô đấy sợ mình, ô tô dừng lại đấy. Đấy. Thấy chưa? Cái view chỗ này chụp ảnh chắc đẹp cực luôn đấy. Đây thì có lâu rồi. Đấy. Đẹp thế. Có lâu mấy hôm nó nở nó đẹp. Hôm nay mình nó không cầm đi. Có lâu rồi, anh em thấy chưa, đẹp chưa? Đấy. Bây giờ tôi sẽ quay cận cảnh cho anh em xem nhá.